Ngày 12 tháng 4 tại Hà Nội, cục trẻ em phối hợp với Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững tổ chức cứu trợ trẻ em, tổ chức lớp tập huấn thực hiện thông tư 27 năm 2022 hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, cơ sở giáo dục. Tham dự có sự lãnh đạo cục trẻ em, Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững, đại diện ban tôn giáo chính phủ, ban thanh niên quân đội, Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức cứu trợ trẻ em và các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có sự tham gia của trẻ em. Hiện nay có rất nhiều hoạt động ngoài gia đình, nhà trường có sự tham gia của trẻ em như chạy hè, học kỳ quân đội, khóa học kỹ năng sống, khóa tu, hoạt động trải nghiệm được tổ chức. Đây là các hoạt động góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức, nhân cách, sức khỏe, kỹ năng sống. Do vậy, việc bảo đảm quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích Bảo đảm an toàn cho trẻ em trong các hoạt động này là vô cùng cần thiết. Trao đổi với các đại biểu tham dự lớp tập huấn, lãnh đạo cục trẻ em đã chia sẻ các tiêu chuẩn, hướng dẫn về bảo vệ trẻ em cũng như xử lý các vi phạm về quyền trẻ em trong các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và cơ sở giáo dục. Thông tư số 27 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của trẻ em, cha mẹ, đơn vị, doanh nghiệp khi tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, cơ sở giáo dục. Thông tư với 10 điều và 3 cụ lục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2023.